Thiện xin mến chào cô chú anh chị các bạn. Hôm nay Thiện thăm lại bà cô ở nhà mà có nuôi hai cháu Thiện, Thiện An với Thị Trang. Hai bé bây giờ là mồ côi sống với bà cô, không còn cha cũng không còn mẹ nữa. Hai đứa mồ côi ạ. Trở thành người hữu dụng trong các xã hội này. Dạ. Là bà cô chết, cô mới yên tâm. Dạ. Nè, bà cô 69 rồi, vô 77 mấy không? Ngủ đêm sáng lên mình thấy mặt trời là mình biết mình còn sống. Dạ, chắc được mà. Dạ. Thấy hai đứa nó tối đi làm đợi nó đi về rồi mới ngủ được đó con. Dạ. Chỗ đó thầy cô cháu con à. Ngoài chỗ đó ra không cho đi làm đâu hết. Tại vì thầy lực cứ khó dữ lắm. Dạ. Hút thuốc đồ không có thích đâu. Có chỗ ngồi không? Lấy ghế ra ngồi. Mẹ mất hình như được 3 năm rồi phải không? 3 năm mấy? Hai đứa chạy đó. À, mua xe cho hai đứa chạy hả? Ờ, chiếc xe đó đó. Dạ. Rồi. Con chào bà cô. Lâu quá rồi không có thăm lại gia đình. Hôm nay con lại đây thăm bà cô với hai đứa nhỏ nè. Năm nay thấy lớn nhiều rồi nghe. Lớn nhiều rồi đó. Cao rồi. Cao, thằng này cao hơn nhỏ đó rồi đó. Thanh niên rồi. Thanh niên rồi. Mà họ hỏi nó chưa biết yêu đâu rồi. Chưa biết yêu. Thôi đừng yêu. Đừng yêu, khoan hãy yêu. Tại vì mình nghèo nhiều thứ lắm, nghèo cái tình thương, nghèo cái người mà có trách nhiệm đó. Dạ. Yeah. Lúc này bà cô khỏe không? Thì dò cẳng thì nó cứ nhất gì thì nó mới hoại, nó mới chết. Thành ra cũng để đỡ. Dạ. Yeah. Đi chùa được. Dạ. Yeah. Mẹ mấy đứa nhỏ làm mất cũng hơn 3 năm mà hả bà cô? Coi thời điểm con tới đây là 2019 phải không? 2019 mất. Con hứa lại rồi, con chưa được lại đó. Dạ. Yeah. Thế nó mất. Dạ. Yeah. Thì cũng mới làm đám giỗ xong hả? À, mới đám giỗ xong 2-3 ngày nay nè. Dạ. Rồi năm nay hai đứa học lớp mấy rồi, nói cho chú nghe coi. Dạ con học lớp 10. Nghe con, lớp 9 hả? Là hai đứa học gần đây không? Dạ. Chỗ trường cấp 3 đó hả? Dạ. Là học chung trường luôn? Dạ. Ừ. Tính ra nhanh ha, hồi thời điểm nó vô đây là mới có lớp 7 hả phải không? Lớp 6. 6 hả? Đứa lớp 5, đứa lớp 6. Dạ. Dạ, cho nên chuẩn bị lên lớp 10 rồi. À. Ôn xong rồi. Dạ. Ôn môn trăm mấy, môn trăm mấy rồi xong rồi đậu rồi. Dạ. Đậu lớp 10 rồi. Rồi hai đứa học thì có được miễn giảm học phí gì không hay là đóng hết? Dạ có miễn giảm học phí. Dạ. Yeah. Ừ. Cái lẻ tẻ đó thì mình mới đóng. Cái ưu tiên cho mấy đứa bị mồ côi hả? Dạ. Dạ. Còn cái như mua bảo hiểm được mình phải mua. Dạ. Đúng rồi, cái đó thì phải mua. Phải mua. Bà cô có mua bảo hiểm không? Có. Cũng nên mua đi, tại vì mình cũng lớn tuổi rồi. Đúng rồi. Dạ. Bà cô có mua. Dạ. Hai đứa đó cũng mua. Dạ. Mình giá cho đừng có gì hết, nặng kệ đi. Cho mình đừng có bệnh, đặng mua thì mình hờ vậy thôi, chứ mình giá mình đừng có bệnh. Đúng rồi. À, đặng mà cho bù cho người khác á, người ta bệnh á. Dạ. Cái từ hồi mẹ tụi con mất tới giờ ngủ có thấy mẹ không? Có từng thấy không? Mấy năm mà không từng thấy luôn. Không có nào thấy luôn. Vậy hả? 8 giờ không thấy luôn nữa. Vậy hả? Ừ, không biết làm sao mà thầy nói là người ở trong chùa nói là nếu mình không thấy gì là tốt, là người đó được giải thoát. Dạ. Trong vòng 49 ngày đó. Dạ. Thành thử ra mình không có thấy. À, tính ra mẹ mắc à, cũng nhờ còn được có bà cô đó, cũng lo cho mấy đứa nhỏ cũng đỡ, chứ không có là giờ này mấy đứa nhỏ khổ á. Bà cô thật sự rất là thương. Tại vì hồi đó nó sanh rồi này kia,
chồng đi rồi đó là bà cô cũng lo cho nó đó. Dạ. Yeah. Thành ra cái tình thương rồi cái nó đi làm đó, nó đem xuống dưới nó gửi. Dạ. Yeah. Còn nhỏ vậy đó, rồi cái khuya về trời ơi, nói thôi ngủ đây luôn với cô Tám đi, nó không chịu, nó thôi về trên này mới được. Ông bu của nó đó bệnh yếu hoài à, chở hai đứa đi, ta nói đứa buồn ngủ nha, trời nó cột dây lại đặng cho đừng có ngã đó. Dạ. Yeah. Đem lơ về mà cho không cho chịu ngủ chứ, gửi cỡ 11 giờ mới có về tới. Vậy không nữa. À, chị hồi đó mất là bị bệnh gì vậy bà cô, con lâu quá con cũng quên rồi. Bệnh hồi mới đầu á, đi khám người ta nói là bị động kinh. Dạ. Nó cứ giật hoài đó. Dạ. Rồi tới chừng mà bữa bệnh nặng nó đi ra ngoài thì người ta chụp hết trơn, chụp cái gì đó thứ ấy đó là người ta nói là u não nó lớn, nó chèn ép cái thần kinh gì nó mới giật chứ không phải là bệnh khối u trong não à. Khối u. Dạ. Bác sĩ có kêu mình lại nói là dù cho cổ mà chết như vậy là bà khỏe lắm, mà cổ cũng khỏe nữa, tại vì nếu như kéo dài thời gian là khổ dữ lắm. Dạ. Yeah. Não nó không hết được đâu. Dạ. Yeah. Não nó quá lớn rồi. Là lúc đó mất bao nhiêu tuổi? 43. Rồi cha là tới giờ cũng không có liên lạc với hai đứa luôn hả? Không vô. Rồi giờ có vợ khác chưa? Không biết luôn. Không biết luôn. Không có về xứ này luôn. Không. Bởi vì mình không biết. Dạ. Yeah. Mình đổ chắc có gia đình cho nên có đi chắc cũng khó. Dạ. Yeah. Con trẻ mà dễ à, thầy Thiện xin được nhắc lại hoàn cảnh gia đình. À, hôm nay Thiện quay đó là bé Thị Trang với Thiện An, thì thời điểm Thiện quay là năm 2019. Thì lúc đó thì mẹ của hai bé, hai cháu á, bị bệnh khối u não rồi xong rồi đó mất rồi. Thì cách đây cũng 3 năm mấy rồi. Còn cha của hai đứa nhỏ thì đi bỏ con cũng từ rất là lâu rồi. Cũng tới bây giờ. Mấy tháng à, tới bây giờ không có về luôn. À, giờ hai đứa nhỏ là ở với bà cô. À, bà cô này bên nội hay bên ngoại bà cô? Em của ba Linh á. Dạ. À, bên ngoại, bên ông ngoại. À bên ông ngoại. Vậy là cái đó trên đó là ba của chị Linh luôn hả? Ừ, là anh thứ tư của Tám. Dạ. Thì coi như giờ chỉ có còn có bà cô Tám là người thân gần gũi nhất thôi. Chứ lại hết hả? Hả bà con? Cậu Chính nó vậy. Uh-huh. Nhưng mà cậu Chính ở bên sông á. Dạ. Nhà bên sông á. Nhưng mà cái quan tâm, cái yêu thương thì nó không được dành cho mình nhiều. Dạ. Yeah. Thành ra mới ở bên cô Tám. Dạ. Yeah. Rồi hai đứa lúc này làm cái gì rồi? Nói cho chú Thiện nghe coi. Dạ, cũng làm quán cà phê chi ăn. Quán cà phê là mình đi phụ tiếp bưng cà phê hả? Bưng cà phê đó. Rồi con? Dạ, con đi pha nước. Pha nước hả? Dạ, pha chế đứng trong. Ừ. Rồi hai đứa làm được tháng nhiêu? Chiều 6. Đánh tầng nè. Ừ, là một ca như vậy là mấy tiếng? Con đi 5 giờ, con đi 5 giờ tới 10 giờ mấy mới về đó. Sáng 6 tiếng. Cũng làm kiếm tiền phụ tiếp với việc học đó hả con? Ừ, đặng ăn, được ăn tự do. Ừ. Rồi thích áo quần thứ nào á thì mua. Ừ. Thì hôm nay có đòi tiền bà cô nhiều. À, hôm nay chú gửi tiền tới cũng thay mặt chị chắc khi đổ đó. Gửi tiền tới cho bà cô. Rồi xong rồi hai đứa có cần gì cái việc học đó thì cứ nói bà cô mua cho nghe. Ừ, chứ hai đứa cũng còn nhỏ cũng không có giữ tiền được đó, thì cho nên nhờ bà cô giữ giùm. Không có giữ. Yeah. Bà cô hiện tại giờ là được mấy người con rồi, có ai ở chung bà cô đó không? Không. Ra riêng hết rồi hả? Dạ. Thì có hai ông bà nuôi hai đứa nhỏ. Hai đứa này hả? Dạ. À, ban đêm hai đứa ngủ ở nhà bà cô hả? Ừ. Còn nhà này chỉ để đốt nhang cho mẹ thôi. Lâu lâu rồi con lên. Tại nhà này hồi trước thời điểm đó thì cũng thay mặt các cô chú đó lợp lại cái mái tôn lại cho mưa lớn gia đình. Nó chung vô nó tràn nước này hết.
Dạ. Phải nó thấp á. Dạ. Nhưng mà ngày nào cũng cũng đốt nhang cho mẹ hết phải không? Ừ. Là hai đứa làm đứa 1.6 triệu hết. Chiều 6 tính ra là ngày thôi, ngày như ta. Thèm cái gì đó mua cái có nhầm bữa mua hết trơn. Dạ. Hết trơn cái tiền ăn đó, cái tiền mần đó, hai đứa 100 mấy quốc 100 mấy. Thèm cái món đó đó. Ừ. Dữ. Thôi kệ ăn nặng lớn. Tuổi này tuổi ăn mà. Tuổi ăn. Thèm cái món đó là nhất định ăn. Rồi chuẩn bị tự trường tới rồi có mua quần áo tập dở rồi chưa? Chưa nữa kìa. Thì chưa, tại vì lớp 10 là sách mới nên là chắc là mua trong trường. Ừ. Sách là mỗi năm phải mua một bộ hả? Dạ, dạ có, không. Có học sách cũ được không? Dạ có, nhưng mà tại vì năm nay là đổi hả? Ra sách mới nên là phải mua trong trường. Thì mua con voi nó để lại. Dạ. Ở nhà tên voi tượng, kêu voi dạ. Tượng không nè. Con một mà. Thì hôm nay con thay mặt chị Jackie Đỗ đã gửi tới cho bà cô là 35 triệu ha. Thì chị cũng có nhờ con chuẩn bị tụ trường tới đó, tới đây gửi tiền để cho bà cô mua tập vở rồi quần áo với lại những cái vật dụng cần thiết cho cái việc học đó. Rồi còn lại thì bà cô cứ giữ đó để mà sau này mình lo cho mấy đứa nhỏ nha. Giữ đằng đợi nó dạ. Có giấy rồi nó tới tuổi đang làm cái giấy cái nền nhà này nè gì đó à làm sổ đỏ hả mới được còn thiếu người ta mười mấy triệu á dạ. Phải làm dạ. Đặng mới thuộc về hai đứa nó được dạ dạ vậy tới nữa chắc bà cô cũng làm cho nó luôn đi chứ đâu đó. Còn ai làm đâu thì đó bà cô làm tại bà cô có hỏi gì? Lớp 10 là mới có 16 tuổi hả chưa được 2 năm nữa gì bà cô mới gán cho mình được tới đó đi. Sức khỏe giờ thấy đỡ không bà cô? Mỗi lần á bà cô mắc mưa không có sao mà bây giờ mắc mưa là bệnh. Dạ. Mưa là bệnh. Dạ. Rõ ràng là đã già. Dạ. Vậy lời nói nào không biết nói làm sao cho lời thật lòng cảm ơn cô Gác Di Đỗ rất là nhiều. Chúc cô rất nhiều sức khỏe để làm điều thiện. Dạ. Thì chị cũng có theo dõi kênh con đó là đặc biệt là giúp cho hai đứa nhỏ này là năm nào chị cũng giúp hết. Năm nay cũng vậy thì con cũng chúc cho bà cô với hai đứa thật nhiều sức khỏe rồi học tập thật tốt. Thì cũng chúc cho chị Jackie Đỗ được nhiều sức khỏe với lại được thành công hơn trong công việc để sau này có cái điều kiện giúp đỡ lại cho bà con nghèo, những hoàn cảnh nghèo giống như là hai cháu đây, hiện tại là đã mồ côi mẹ, cha thì có nhưng mà cũng không có liên lạc lâu lắm rồi. Thì từ khi mất tới giờ đó dạ. Bà không có gì vô tết gì cũng không vô hết trơn dạ. Cái việc này con còn đi mua khoai đem đi cho nữa dạ. Nhiều thứ quá tá nữa anh chị. Này con gửi tới bà cô nha. Á thể là 35 triệu đó chị Jackie Đỗ gửi cho hai đứa Thiện An với Thị Trang đó. Ừ. Rồi hai đứa có đôi lời gửi lời cảm ơn cô đi con. Dạ, cảm ơn cô. Ừ. Cảm ơn cô và hứa làm sao nữa chứ. Dạ. Ừ. Rồi, đứa nhỏ nói trước. Đứa nhỏ nói trước đi. Nói lớn lên coi. Để học giỏi. À. Sao nữa? Để trở thành người như thế nào ở xã hội này. Sẵn nay hứa luôn, ghi hình ảnh lại luôn. Rồi nói lại nè. Con hứa là sẽ học Phật giỏi để trở thành người tốt. Rồi, chị hai nói đi. Dạ, con hứa sẽ học giỏi để thành người tốt, giúp ích cho xã hội. Cố gắng lắm, đừng có hư là cô vui nhất rồi. Dạ. Thì con cũng
chúc cho bà cô luôn khỏe mạnh, rồi tinh thần lúc nào cũng vui vẻ. Dạ, để còn chăm lo cho hai đứa nhỏ cho nó lớn. Dạ. Mà sẵn đây là cô cũng chúc thiện thật nhiều sức khỏe để làm điều thiện như trong lòng thiện có. Dạ. Rồi vậy con cũng xin phép bà cô con về ha, rồi chú về luôn nghe hai đứa, gắng học nha. Dạ. Này là chị chắc khi đổ đã theo dõi với lại giúp đỡ cho hai đứa nhỏ này cũng mấy năm rồi. Rồi hôm giúp nay chị cũng tiếp tục giúp đỡ cho mấy đứa nữa thì cũng cố gắng học cho giỏi nha. Rồi sau này gắng làm người có ích cho gia đình, lo cho bà cô lại rồi lo cho xã hội nữa ha. Cô mong là nó lo cho xã hội. Dạ. Tại vì ngày đó chắc không có. Với lại con quên là mấy đứa nhỏ nó ngoan không bà cô? Ngoan. Ngoan ha. À. Dạ. Ngoan. Nghe lời bà cô là được. Rất là nghe lời. Dạ. Không có chữ thề đụng mẹ, cũng không có tập theo người ta hút thuốc hay đi gông gì hết. Nó đi làm là đúng giờ là phải về, tại vì nếu không đi về mà trễ là cái cô đó nó điện xuống á. Dạ. Ừ, quan tâm lắm. Vậy cũng được. Ừ, tốt lắm. Dạ. Thôi vậy con cũng xin được kết thúc video tại đây nha bà cô. Rồi sau này có cái dịp chị hay là các cô chú anh chị giúp đỡ thì con sẽ ghé thăm bà cô với hai đứa nhỏ. Dạ. Bà cô cũng cảm ơn rất là nhiều ha. Tụi con cố gắng nghe lời bà cô nha. Thì bà cô là người thân, hiện tại là người thân nhất rồi đó. Rồi có cần cái gì đó thì nói bà cô mua cho nha. Dạ. Trời ơi, lớn rồi bà cô, bữa đó không có nhà, nó lấy cái chỉ trắng nó đi xỏ vô cái quần đen may cái nút quần á. Cô giận quá, ta bán chỉ đen chỉ trắng làm gì, bị lớn này còn cái đó nữa, còn khờ cái đó lần đó. Rồi chứ gài ra thì tất nhiên ăn tên đi thì thấy mẹ nó rồi. Dạ. Nè này nè, chỉ thì đỡ biết. Yeah.